Rồi, hello, mình chào toàn thể quý anh em nha. Đây buổi sáng của ngày 24 Tết nha anh em. Thì mình cũng thông báo đến quý anh em là mình chỉ giao hàng toàn quốc trong hết ngày hôm nay. Có nghĩa là hôm việc mình đã thông báo với anh em ở cách đây khoảng 2-3 video rồi. Thì cách đây 2-3 video á, mình có thông báo với anh em á là mình chỉ nhận giao hàng toàn quốc đến ngày 24 Tết thôi, để đảm bảo anh em được nhận hàng trong Tết. Tại vì mà nó lọt ra Tết nó giữ hàng một cái mà lỡ nó thất lạc là anh em mình rất là lu bu đó. Thì á, ngày hôm nay mình vẫn ship hàng toàn quốc cho anh em được bình thường nha. Nhưng mà qua ngày mai á, mình chỉ bán hàng trong khu vực từ thành phố Hồ Chí Minh đổ về miền Tây thôi, là mình sẽ ship qua chặn xe đó. Còn nếu một số anh em nào á mà đồng ý á, mà mình đăng clip anh em mua hàng mà nhờ mình giữ hàng giùm, thì mình sẽ đóng gói sẵn cục hàng, mình dục ra một góc cho anh em đó, đóng gói sẵn, mình tạo đơn sẵn, hoặc là mình ghi thông tin của anh em, địa chỉ, số điện thoại, tên người nhận, mình cho lên một cái kệ, rồi qua mùng 6 mình mới giao được cho anh em đó. Cái đó là anh em mình rõ ràng, mình có thông báo. Còn riêng trong ngày hôm nay, từ đây đến chiều tối, mình vẫn ship hàng toàn quốc cho anh em được bình thường nha. Nhưng mà lọt qua ra ngày mai là mình xin phép ngưng nhận miền Bắc nha anh em. Mình xin phép lọt qua ngày mai là xin ngưng nhận miền Bắc. Tại vì mình không đảm bảo 100% là nhà hàng đến tay anh em trong Tết được. Rồi anh em mình mất công nó có cái sự nghi ngờ lẫn nhau rồi nó mệt dữ lắm. Đó, hàng nó bị giam lại trong Tết rồi nó thất thoát rồi nó bị hư hao đủ thứ các chuyện. Đó. Rồi ok anh em. Thì trong video này á, mình lên với anh em một số phụ tùng quay thái 110 và có một số món hàng mình thanh lý cho nó nhanh, cho nó rồi. Còn một kệ nữa kìa, cho nó xong luôn. Mình sẽ tranh thủ trong ngày nay mình thanh lý toàn bộ cho nó xong luôn. Anh em coi mình tranh thủ, giá tất chắc chắn là mấy ngày này thì mình bán giá nó sẽ tốt rồi, để mình kích cầu mình đẩy hàng ra hết. Rồi mình xin thông phổ biến cái thông tin bên mình, mỗi video mình mỗi phổ biến. Đây, số nhà 102/15 đường Đồng Ngọc Sứ, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 0865890158 là số điện thoại em. Số em có Zalo, có Facebook, anh em chết thoải mái nha. Rồi em cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em là trong một năm vừa qua luôn ủng hộ cho em đó. Rồi kiểu không có làm mất thời gian của anh em nữa, em cũng vào chi tiết luôn nha anh em nha. Đầu tiên, anh em mua hàng bên em một hình thức duy nhất thanh toán chuyển khoản giúp em. Em không có ship COD, thì một năm mấy nay em không có ship COD một đơn nào hết trơn á, kể cả anh em khách quen lẫn khách lạ. Cái đó em nói rõ trước luôn để anh em mình không có mít lòng đó. Tại vì giờ lên đây rồi, em làm cũng lâu rồi, không có mắc mớ gì mà ship COD tới lui phiền phức lắm anh em. Tất cả những đơn hàng trên 1 triệu, từ 1 triệu ăn lên em bao ship 999.000, anh em cũng phải chịu phí ship đó. Vô cuộc chơi lực nó có, cứ áp dụng vậy mà tiến tới. Đúng 1 triệu em bao ship, dưới 1 triệu anh em tự chịu phí. Đó. Vậy cho nó rõ ràng, rõ nét anh em mình dễ xử. Ở đây em có một bộ đèn, bao gồm một cái chó đèn quay 110, cặp xi nhan, cái đèn lái quay 110 201, bộ đèn này bán cho anh em giá là 600.000. Ba món 600.000. Tất nhiên là hàng nó có bị này bị nọ chút đỉnh nha anh em. Đó, cái chó đèn này á, cái thủy nó có bị nổ lăng măng dài đốm. Đó, cái thủy nó có bị nổ lăng măng dài đốm. Kính cũng còn khá lắm, kính cũng chưa có đến nỗi mà răng tệ, kính còn khá đẹp. Cái này về anh em bu lia lại nha, cái kính bên ngoài nè, về anh em bu lia lại. Chấu móc theo xe còn nguyên dạng 100%. Chó theo xe ba gặp nè. Đó, ở dưới này là con ốc bắt để mà mình chỉnh pha đèn này không có bị gãy ha, không có lỗi đó. Có nổ thủy nhẹ, bóng ngay trừ chui, không có bị chảy thủy đó. Có bị nổ thủy nhẹ dài đốm. Một cặp xi nhan quay 110, cặp xi nhan quay thái 110 đó, đẹp chữ nghĩa còn yên nguyên hết nha anh em. Cặp này mình có quay em qua một lần rồi, bữa nay mình ghép với cái này bán cho lẹ. Đuôi đèn lái quay 110 thái 201. Cái này rửa ra đẹp á, này rửa ra còn đẹp á. Ba món à, anh em vô xe cỏ cỏ. Chung 600.000 ba món. Hai bộ ổ khóa, một bộ alpha, một bộ quay 110. Hai bộ này là 200.000. Hai bộ này hiện tại đang không lỏng chìa nha anh em. Có một cái này là chìa vũa lại nè, hình như là chìa này chìa alpha hay gì nè, nào đem nhớ. Rồi cái này của alpha nè, cái này của alpha nè, chìa này có vũa lại nha, nhưng mà không lỏng chìa nha. Đó, alpha theo xe. Đó, một bộ, hai bộ 200.
Bộ này là bộ Alpha, bộ này là bộ cũng Alpha nữa chứ không phải 110, Alpha. Bộ này thì chìa zin theo xe luôn. Đó. Rồi hai bộ 200. Không lỏng chìa nha. Tiếp theo nữa em có hai cục mua pin quay 110. Cục mua pin, hai cục mua pin quay 110 còn khá là đẹp. Tách FL504 CD Thái Lan đời thấp, chữ lớn, đời 2000, cục không nứt bể. Tình trạng là người ta có chấm cái mỏ chì như chỗ này xíu nè, chấm cái hàng chì xíu này xíu. Này dây cao áp, miễn cứng là được, không có ảnh hưởng gì trơn, nhưng mà nó hơi mất thẩm mỹ. Đó, thun cao áp không tét, dây dắt gin, xài bình thường, sống nhăn gan. Cục này bán anh em giá 300.000. Bán bằng mua pin nứt luôn. Cục mua pin quay Thái 110 đời 201, đẹp toàn diện không lỗi lầm. Đẹp toàn diện nha, không lỗi lầm nha. Cục này bán anh em 400.000. Cục này mình bán anh em 400.000 nha. Đẹp toàn diện không lỗi lầm. Mua pin này hàng ngày bán 5 xị, cục không nghe anh em. Chung là mua pin quay 110 nó hiếm. Nó càng ngày nó càng ít mua pin đẹp đi. Đó, rồi. Rồi qua phần đồ máy. Trước khi vào phần đồ máy còn cái cùi dĩa, quay cùi dĩa luôn. Cùi dĩa quay 110 99. Cùi dĩa này mình vệ sinh tới từng cái ngóc ngách một rồi. Con tán này là con tán tồn nha. Con tán trên này là con tán tồn, xé túi cánh chim luôn nha anh em. Thì cái cùi dĩa này mình bán cho anh em giá là 700.000. Đó. 700.000 là ống chỉ như tồn luôn nè. Đó. Bao anh em là quay nhẹ hửng nha anh em, quay một phát là đi liền. Đó. Mình vệ sinh sạch từng tới cái cục canh. Cái con tán này con tán tồn nha, đúng tồn xé bịch cánh chim nha, chứ không phải hàng Việt Nam Việt néo gì chân nha anh em. Nó cái nào mình nói rõ, con tán đúng con tán tồn cánh chim xé ra đàng hoàng. Cho anh em vô xe cọp luôn. 700.000 mình vệ sinh tới từng ngóc ngách trong này rồi. Anh em lắp là xài thôi, không có làm gì thêm chứ. KFLF nè. Đó. Quay rất là nhẹ anh em, để mình quay cho anh em coi. Đang quay rất là nhẹ. Chớn nó dữ lắm. Thấy không? Không có gơ bật đạn gì luôn nha. 700.000. Tiếp theo nữa mình có một số đồ máy mình cần thanh lý của đồ máy quay A. Bộ Zenlock quay A 216, bộ này siêu đẹp luôn á, mình bán cho anh em giá 600.000. Quay Zenlock quay A 216 siêu đẹp luôn, 600.000, còn không bằng giá cây Zen, còn bằng có cái giá cây Zen mình bán lẻ anh em, thiệt. Zenlock quay A 216 siêu đẹp luôn, cái này vô quen pha super đồ cần hú mình. Rồi mình tống cho nó ra cho nó hết luôn nha anh em ha. Cuối năm rồi. Mấy ngày nữa là Tết rồi, anh em mình đón chào năm mới rồi. Đó. Tán ra vô nhẹ nhàng anh em. Đó. Bao cứng bao xài. Zen lock quay A 100 2016 600.000, lock bao đẹp khỏi bàn đi. Đó, 600.000. Hai cái lốc bơm quay A 100 đời 215 216 hai cái 300. Cái giá này là giá cuối năm thôi, lọt qua ấy thì dở về giá cũ. Đó, cái này không phải nó bị đen đâu nha, không phải đâu nghe anh em, nó áo một lớp bên ngoài thôi, anh em chùi bằng tay nó cũng ra nữa nè, thấy không? Đó thì anh em về anh em rửa dầu xương lên cái là nó bóng méo à. Đó, Zen lốc quay A 216 bao zin hết nha. Hai cái 300. Đó, anh em thợ đó, mấy cái này là có đường để mình sanh sửa kiếm ăn thì mình tranh thủ. Mấy cái này em đăng lên phát đi biết trơn giờ. Trong bữa nay mình gói hàng mình giao hết. Anh em mua hàng bên mình dù khách quen hay khách lạ là chuyển khoản, mình không có ship COD, mình xin khẳng định và nhắc lại một lần nữa. Còn anh em nào sợ thì cho qua, mình không có nhận cọc đâu. Có những đơn hàng thậm chí khách đòi cọc cho mình 4-5 triệu, những đơn hàng 20-30 triệu khách đòi cọc mình 4-5 triệu mình không có nhận. Tại mình làm ở đây mình có quan điểm mình dứt khoát rõ ràng, không có ra vô nói tới nói lui mới công. Đây mình có một bộ nồi quay 110 Thái đời 99, nồi này tình trạng có hú gió nhẹ, đang chạy bốc chạy ngon không giọng ha. Bộ nồi quay 110 99 đang chạy bốc chạy ngon không giọng, có hú gió nhẹ, bộ này bán 1 triệu. Đó, nồi 99 nha anh em. Đó, mình nói rõ ràng, hú gió, mình báo hú gió. Đó, anh em vô xe cài bừa vô tư, quay 110 Thái đời 99. Cáp lời chữ to bố cao nhồng nè. Bây giờ mình nói thẳng với anh em luôn. Bây giờ anh em đừng suy nghĩ nhiều. Bây giờ anh em về á, dù anh em không có xài đi, anh em lấy cái đế ba càng, nguyên cái đế ba càng 99 nè.
rồi anh em lấy nguyên cái phần nồi, lấy mặt nhôm này nọ cũng anh em cũng lời mà nói thẳng thì nó chỉ có nồi vậy thôi nha anh em. Rồi bộ này bán anh em 900.000 luôn, nhanh lẹ. Nồi có hú gió nhẹ nha anh em, đó zin toàn tập, bộ này là zin toàn tập nha anh em, lưu ý nha, bộ nồi này là zin toàn tập, bố lá zin luôn. 900.000, quay 110 thái đời 99, không xài long đền nồi nha. Dên quay thái 110, cây dên này về anh em thay cặp bạc đạn là xài, tại vì cặp bạc đạn này á, đáng lý ra mình bán cho anh em xài luôn á, nhưng mà có một cái bạc đạn này mình dên này mình để hơi lâu mình sợ nó bị sượng, thôi anh em về chịu khó thay cặp bạc đạn đi. 800.000 dên quay thái 110 nguyên kim, về thay cặp bạc đạn là xài, khỏi ép anh em, cái FL10 đó 750.000 luôn, đi cho nó lẹ. Bộ nồi quay thái 110, nồi này cọp nha, nồi này whip nha, bộ này bán 2 triệu. Bộ này những anh em nào đang có, đang kiếm một bộ nồi ngon giá rẻ quay 110 thì liên hệ em, đúng bộ này mình hứa uy tín, anh em lên xe chạy không ưng trả lời mình, mình trả đủ tiền đó. Bố biết được cò muỗng ốc chỉnh nồi là full đủ cho anh em. 3 hú, bao bốc, bao im, bao và không giọng gì hết. Chuông giận rất là ít, bố ba càng đẹp luôn. Đây. Không. Bộ này bán 2 triệu nha. Bao bốc, bao im, bao không hú, không giọng gì hết. Tình trạng có thai bố lá nha anh em, có thai bố lá, đồ hãng xịn chứ không phải đồ lô. Đó, bán nói rõ ràng. Rồi, nhanh gọn lẹ xúc tích, chào anh em nha.